Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua và hôm nay, Ủy ban bầu cử một số huyện thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị tại huyện Kim Động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Lê Huy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ đúng pháp luật, tiết kiệm an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Toàn huyện đã có 97,26% số cử tri đi bỏ phiếu, bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 424 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại, bầu thêm hoặc bị hủy kết quả bầu cử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân dân và cử tri huyện Kim Động đã góp phần vào sự thành công của bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Hội đồng Nhân dân các cấp trong huyện cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của nhân dân. Trước mắt, chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp.